Chúng ta từng thấy Kaisa hiểm họa, Zoe hiểm họa, mới gần đây xuất hiện giáo án Senna hiểm họa, nhưng chắc rất ít người biết đến Sona hiểm họa. Team này đã được anh chàng Lee Luo sử dụng tại giải đấu TOC5 vừa kết thúc cách đây không lâu. Điểm chung của các team vừa nhắc ở trên thì dễ thấy, hầu hết đều là tướng ba vàng, mỗi tướng sẽ có điểm mạnh, yếu khác nhau. Chính vì thế, anh em hãy xem hết video này để có cái nhìn khách quan hơn về Sona nhé! Sau 3 round quái đầu, Lee Luo có tổng cộng 3 mảnh đồ là nịt, giáp và kiếm. Hứa hẹn đây sẽ là game đấu vô cùng kịch tính vì mới 2.1 thôi đã có sự xuất hiện của các nâng cấp kim cương rồi. Lee Luo không cần nghĩ nhiều mà nhanh chóng lấy về thử vận may. Có 3 đạo trích từ sớm, chàng trai không ngại cống hiến hết mình cho khán giả. Vì đội hình nhìn đã thấy không có cờ thắng các nhà khác nên không áp cấp mà chỉ để 3 đạo trích trên sân. 2.3 bắt lại 2 hiểm họa là Rammus và Vel'Koz. Có 3 xúc sắc thế này thì chơi hiểm họa cực dễ rồi. Cho Rammus và chúng chịu, nhưng cũng không thể giúp anh đép được chết nào cả. Vòng chợ 2.4, nhặt con Rammus cầm gậy. Cái cống đầu tiên đã mở ra, một váy và 5 vàng. Nếu giờ lấy về sẽ có thêm kinh tế và lắp được cái nỏ sét. Tuy nhiên, sau một hồi suy nghĩ thì anh đã tiếp tục phi vụ. Rammus đang muốn lên 2 sao. Lee Luo rất đắn đo suy nghĩ, vì sợ khi lên 2 sao thì sẽ thắng và mất chuỗi thua cho ráo quái. Nhưng sự hấp dẫn của con TT 2 sao, muốn giữ lại máu nên Lee Luo vẫn quyết định mua nó giây cuối cùng, lắp thêm giáp lửa cho chủ TT. Và quả thực, kịch bản mà anh không mong muốn cuối cùng cũng xảy ra. Chỉ vì sợ mất quá nhiều máu mà anh đã phải trả giá bằng việc đứt chuỗi. Người đá chỉ trả về đúng cây kiếm. Sona tự ra và level up lên 2 sao. Dùng một lần hết luôn 3 xúc sắc. Vì các hiểm họa chỉ có duy nhất một hệ, nên khi dùng ở cấp 4 thì chắc chắn sẽ chỉ ra toàn các tướng hiểm họa 3 vàng mà thôi. Rất nhiều cho gắt xuất hiện, và thế là Lee Luo có cho mình cho gắt 3 từ đầu vòng 3 chấm. Up cấp 5 và cho quái vật hư không vào sân. Đối thủ cũng lấy về 3 xúc sắc và đang có form hiểm họa Kaisa nhưng vẫn chưa xài đến một cái xúc sắc nào. Rammus đối đầu Rammus, cho gắt đối đầu cho gắt. Nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy sự chênh lệch sức mạnh. Lee Luo với việc có nhiều quân cấp cao hơn đã giành lợi thế và chiến thắng. Như thường lệ thì vòng 3.2, các tuyển thủ của chúng ta tiếp tục được chọn. Lần này là các nâng cấp siêu hùng. 3 nâng cấp của Lee Luo chỉ toàn liên quan đến đạo trích mà thôi. Lưới điện của Sona, cô nhận 30 AP và kỹ năng bắn thêm một tia phụ. Tập chịu đòn của Vi, cả team được thêm 200 máu. Và sức mạnh nội lực của Sona. Bắt đầu round, Sona mạnh nhất cho hai đồng minh gần nhất, 50 mana. Không cần đổi lại, anh chọn luôn lưới điện, sẽ giúp ích rất nhiều cho Sona làm carry chính. Môn lèo bên kia dính phải tia laser chết chóc của chó gắt, mất nửa cây máu. Sona đánh đàn cũng rất chất lượng. Cuộc chiến kết thúc khi mà Rammus cuộn mình lăn đến chỗ hoàng thượng hất tung nó lên trời. Sát thương thiêu đốt từ giáp lửa đã đưa Yumi lên bảng. Không cần để ý đến lợi tức, vừa đủ tiền up 6 là anh dùng ngay để đưa mực một nắng vào chinh chiến. Nhà khế ước quỷ dữ đã lên 7 cùng rất nhiều quân 2 sao rồi. Cả hai bên trao đổi chiêu thức qua lại. Vel'Koz địch ulti và Rammus. Trong khi đấy, Vel'Koz team ta thông minh hơn, dùng hàm băng mộ thẳng tới vị trí Senna. Cho gắt thở ra tia hư không, bào mòn rất nhiều máu của đối phương. Rammus kịp hất tung dàn sao của địch dù không thể xác nó đâu. Một mình cho gắt gồng gánh không nổi trước sát thương của đối thủ. Lee Luo thua khá đau với 5 chết. Anh nhặt về được giáp cầm nước mắt, rất là mờ lem. Bùa xanh, kiếm và 7 vàng là những gì chiếc cổng thứ 2 mang lại. Với Sona carry thì Blue là món không chê vào đâu được, nên anh cảm thấy đủ rồi, té thôi, không cần phải đào cống lớp gì nữa. Thêm một Rammus và Thầy Tu Mù vào kế vai chiến đấu, Lee Sin sẽ cùng Sona kích hệ tình nhân, gia tăng AP, bán rác, lấy giọt nước và lắp luôn quyền trượng cho Sona. Chàng ca sĩ miền Tây có trang bị khá đặc biệt với Đại Bác, Dê Khổng Lồ và Găng Bảo Thạch. Combo này sẽ giúp giữ được vị trí an toàn, đam to nhưng đổi lại sẽ không có hồi phục. Chú TT đầu tiên không có đồ nhưng rất sung, lao đến Jax và ngay lập tức phải lên đĩa. Đến con Rammus cầm giáp lửa lại rén ngang không dám bay vào mà đứng bên ngoài để Jax dễ dàng gõ bom bong vào đầu. Vel'Koz có dùng chiêu nhưng cũng chỉ giúp câu kéo thêm thời gian. Jax cứ thế mà đi lên hạ từng người một. Cho gắt 3 thì cũng to, laser cũng khe được ra nhưng không đủ sát thương nên cũng chỉ như bao cát cho Jax mà thôi.
ngập nhà ma pháp sư, nhưng chắc chắn đây sẽ không phải trở ngại. Vì trong bộ cờ hiểm họa, nếu Ramos là khắc tinh của các tướng đam tay, thì Cho'gath lại khắc chế các tướng dùng chiêu, bởi tia laser của nó sẽ làm tăng mana địch. Zoe nhảy về sau với Blue và Quỷ Thư. Sát thương đốt lâu dài của Quỷ Thư đã giúp cô diệt được rất nhiều quân, nhưng không vì thế mà có thể dễ dàng chiến thắng. Sona đánh lên bàn hùng ca khiến Zoe phải hấp hối. Cho'gath và Ramos tiến lại gần đánh thường và kết thúc Zoe. Rao sói trả về rất nhiều đồ, cùng lúc tận 4 mảnh là găng, giáp, váy và kiếm. 4.1 lắp nỏ set cho Ramos để trừ kháng phép địch. Vì quá nhiều kiếm nên buộc Lilua phải tối ưu bớt đi. Anh lắp cho Sona vô cực, vì giờ vô cực cũng có khả năng chí mạng kỹ năng, chỉ khác găng bảo thạch ở chỉ số AD và AP thôi. Đối thủ lần này là nhà đấu sĩ. Khá đen cho nhà này khi lấy tàng thư bí mật với hai sách chọn ấn, nhưng chỉ vẽ được một ấn đấu sĩ, còn lại là ấn đặc nhiệm cho Jax, cũng chẳng giúp ích cho chàng trai năm cũ là bao. Sona cùng những người bạn hiểm họa làm gỏi hắn trong một nốt nhạc. Vòng chọn tiếp theo đã đến, và đó lại là ba nâng cấp kim cương, đẩy nhanh nhịp độ trận đấu. Lần này Lilua có ba lựa chọn là đấu sư, vương miện tình nhân và kho thần tích. Vẫn còn một lượt đổi, nhưng anh không cần đến mà chọn luôn vương miện tình nhân. Up 7 cho Lee Sin vào sân, lắp ấn tình nhân cho mực, thế là dễ dàng kích được 4 tình nhân. Thông đạo được lắp lên cho gắt, liên tục đảo vị trí Sona vào mực để tránh bị kẻ địch đòn. Đại ca Seth dù chỉ 1 sao, nhưng với thân hình siêu to khổng lồ cùng giáp gai và thú tượng đã có quay rất lâu. Chiêu thức Cho'gath bước sang 4 chấm đã không còn quá nhiều sát thương, để lại con bọ của thông đạo đã giúp ích cho Vel'Koz và Sona rất nhiều. Mực một nắng tung chiêu vào Samira, bông hồng sa mạc vì có 1 sao nên máu cực giấy. Sona tung một chiêu cùng lúc hạ 3 tên, và đó là triple kill. Vòng chợ này anh nhặt về 1 giáp. Rất may mắn cho Lilu vì dù roll ở 7 nhưng anh vẫn có thể sở hữu Sinva. Giáp gai được lắp lên Cho'gath, đây không phải một pha lắp đồ sai. Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân mình thì giáp gai nếu cho Ramos sẽ hay hơn, vì con TT gây sát thương tỷ lệ thuận với lượng giáp của nó, còn Cho'gath thì kỹ năng tỷ lệ thuận với kháng phép cơ. Nhưng có lẽ anh lắp cho Cho'gath vì nó sẽ là tướng đầu tiên đón nhận sát thương của Jack 3 sao bên kia. Cô nàng Riven cũng đã 3 sao, tạo nên một bia đỡ đạn cực tín cho Jack phía sau cùng Đại Bác, không ám một ai. Cứ thế mà gõ và nhảy ăn mừng thôi. Cho LeBlanc vào chỗ Ramos không đồ sẽ kích được hai hệ là Ma Pháp Sư và Admin. Anh chọn hiệu ứng Admin là bắt đầu round, cả team nhận 25 mana. Đến tầm này mà mèo lòn chưa đủ đồ và chưa 3 sao, nên cũng dễ hiểu khi phần thắng gọi tên Lilua. Sau một lúc xài tiền, anh đã có 7 con Sona. Giờ chỉ cần ra nhặt hộp quà từ 2 nâng cấp là đã có Sona 3 rồi. Làm thêm vài nháy thì con TT cũng được mạ vàng nốt. Sojin được lắp lên người Sinva để có thể lôi kéo nhiều đồng minh vào sân nhất. Kai'Sa 3 thì cũng ra gì đấy. Nhưng so với dàn tranh thì không có tuổi với Lilua, chính vì thế phải ăn luôn cái còng. Nếu như Lilua chơi hiểm họa với Sona, thì Huân Mê lại chọn hiểm họa đi với Senna. Dù khác đôi chút nhưng chủ có điểm chung đều là tướng 3 vàng. Mực hai bên đều tròn vai, gây choáng hai carry. Sona bị thiệt máu hơn nhưng chiêu thức của cô kèm cả khả năng hồi máu nên cũng không quá lo ngại. Nhưng Senna cầm vô cực mà gặp cái giáp gai này thì làm gì có đất diễn. Khúc cao trào của Sona nổ chí mạng, sốc chiếc Senna quá nhanh quá nguy hiểm. Ngọn lửa win streak của Lilua bắt đầu trườn lên. Dù đã đổi vị trí, nhưng Sona vẫn không thể thoát khỏi Jax. Hắn được Hecarim đưa ra sau, focus vào LeBlanc, sau đấy thì bị hệ thống 3 pha của Sona làm choáng. Rồi tiếp đó là hàm băng mộ của Vel'Koz. Sona và Jax solo, Jax là người chiến thắng, nhưng kết quả trận đấu thì không như thế. Khi mà anh không có hồi phục, nhưng xung quanh thập diện mai phục, chuỗi thắng được nâng lên con số 6. Up cấp 8, thêm Jax ra cố hàng thủ, né được máy chiếu của Huân Mê một cách ngoạn mục ở những giây cuối. Alistar của Huân Mê rất biết chơi game, random ra thú tượng, giáp máu đã giúp combat diễn ra lâu hơn. Phía sau Cho'gath là một dàn harem liên tục tung chiêu dồn dập và kết liễu bỏ điên. Senna và Sivir ra đi cùng lúc, Huân Mê còn 5 máu và lọt vào top 3 cùng Lilua. Đối thủ kẹp tin tặc và cho Zoe đâm thẳng vào. Sát thương Zoe nhanh chóng lan truyền khắp toàn đội và khiến họ chết dần chết mòn. Vel'Koz dọa ulti vào Zoe, cô liền nhanh chóng rút lui để lại cọc hình nhân nhờ nội tại siêu lừa. Không lâu sau, các tướng của Lilua lần lượt ra đi, nốt nhạc của Sona tung ra kết liễu cùng lúc 3 tên. Quả cầu ma pháp sư trên người Sona lao đến và kết thúc Soraka. Cuộc chiến vẫn còn tiếp tục vì Xeoran vẫn còn 6 máu. Trích nhà siêu kỹ, hack não thành công khi Sona đã đến nơi an toàn, tránh bị Zoe focus.
Zoe nhảy vào cái động bàn tơ này chưa chắc đã là ý hay. Silva ném quân ở ngoài vào hất tung cô lên. Thêm vào đấy, Velcos liên tục khiến cô đứng yên bất động. Trong khi đấy, Sona vô cùng thoải mái, tấu lên những bản nhạc du dương nhưng đầy nội lực, khiến kẻ địch lần lượt phải ngã mũ. Được thuận lợi và ăn 3 cái còng thì Lilua đã gỡ gạc lại danh dự với trận top 1 đầy chuẩn chỉ. Có thể thấy, hiểm họa đi được với rất nhiều tướng khác nhau. Tụi mình cũng đã lên video về giáo án hiểm họa rồi, anh em có thể tìm xem lại nhé. Chúc anh em sẽ thành công mỹ mãn và đừng quên một like, một share, một subscribe là những động lực vô cùng lớn với chúng mình. Hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.